Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con thành tâm kính lễ chư Tôn đức giáo phẩm tăng ni. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Bồ Đề Phật Quốc TV trên văn tần 57.15. Rất vui được đến với quý vị qua chương trình Vấn Đáp Phật Pháp. Kính thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trực tiếp vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần lúc 8 giờ. Sự thiết lập của chương trình này là nhằm mục đích tháo gỡ những thắc mắc trong đời sống tu học và đồng thời chia sẻ những Phật sự trọng yếu tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Và giờ đây, Nhật Tường xin kính giới thiệu đến với quý vị vị Thầy rất thương tưởng hàng Phật tử chúng ta và luôn hỗ trợ hàng Phật tử chúng ta trên bước đường học hỏi Phật Pháp, đó là Thượng Tọa Thích Quyền Châu. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên chúng con cung thỉnh Thầy có lời chào đến quý khán thính giả. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính chúc các vị có một buổi vấn đáp Phật Pháp thật nhiều an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính Thầy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Lời đầu tiên Nhật Tường xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị thân khỏe tâm an. Một tuần nữa lại trôi qua, thời gian qua lẹ quá và chúng ta lại gặp nhau qua chương trình Vấn Đáp Phật Pháp. Kính thưa quý vị, chương trình Vấn Đáp Phật Pháp luôn luôn tìm những đề tài có tính cách ngắn gọn và ứng dụng trong đời sống thực tại. Hy vọng qua những đề tài ngắn gọn này, đời sống tâm linh chúng ta mỗi ngày mỗi tăng trưởng hơn, lòng tin chúng ta đối với Phật Pháp càng ngày càng vững mạnh hơn và sự tinh tu tập của chúng ta mỗi ngày mỗi tinh tấn hơn. A Di Đà Phật. Hôm nay chương trình xin kính gửi đến với quý vị cũng từ trong kinh Tương Ưng Bộ với chủ đề là Sư Tử. Chủ đề Sư Tử này dạy chúng ta bài học gì trong đời sống hàng ngày? Nhật Tường rất là hiếu kỳ. Nhật Tường kính mời quý vị hãy lắng lòng đón nhận những lời thuyết pháp có năng lực thanh tịnh. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây chúng con cung thỉnh pháp âm của Thầy. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng đến với đề tài Sư Tử trong chương trình truyền hình trực tiếp này. Nhân duyên Đức Thế Tôn của chúng ta lúc bây giờ Ngài cũng đang ở tại Savatthi. Hôm ấy Ngài dạy cho các tỳ kheo những lời như sau. Kính thưa đại chúng, này các tỳ kheo, con sư tử vua các loài thú vào buổi chiều đi ra khỏi hang. Sau khi ra khỏi hang, nó duỗi thân mình và chân. Sau khi duỗi thân mình và chân, nó nhìn xung quanh bốn phương. Sau khi nhìn xung quanh bốn phương, nó rống lên tiếng rống sư tử ba lần. Sau khi rống tiếng rống sư tử ba lần như vậy, nó đi tìm mồi. Loài này các tỳ kheo, các loài thú thuộc loài bàn xanh nghe tiếng rống của con sư tử vua các loài thú, phần lớn chúng trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp đảm. Các loài ở hang tìm vào hang, các loài ở nước tìm xuống nước, các loài ở rừng tìm vào rừng, các loài chim bay lên hư không. Này các tỳ kheo, các loài vua, các loài voi chúa ở tại làng, thị trấn hay thành phố bị trói bởi cây đà la cứng, thế mà nó cũng bứt đứt, giật đứt những sợi dây ấy, khiếp đảm cuồng chạy tung cả phân và nước tiểu. Như vậy này các tỳ kheo, là đại thần lực của con sư tử vua các loài thú đối với loài bàn xanh, như vậy là đại thế lực, như vậy là đại uy lực. Chúng ta thấy từng câu miêu tả văn tự có tính là gãy khúc và từng mạch rất là rõ ràng. Chẳng hạn như là nó nhìn xung quanh bốn phương, nó rống lên tiếng rống ba lần. Và từng động tác của sư tử chúng ta thấy là ra khỏi hang, rồi ra khỏi hang nó là duỗi mình vào chân, nó không có dội dàng gì cả. Oai lực của loài sư tử nó là như vậy. Và sau đó thì sao? Nó nhìn bốn phương, phương nào có thú, có mồi, nó đi tìm tới phương đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Như Lai ở trong kinh này cũng miêu tả như là sư tử vậy đó. Cũng vậy này các tỳ kheo, Như Lai xuất hiện ở đời, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật và Thế Tôn. Vị ấy thuyết pháp, Ngài thuyết như thế nào? Đây là sách
đây là sách tập khởi, đây là sách đoạn diệt, và đây là con đường đưa đến đoạn diệt. Có bốn cái phương diện. Đây là sách tập khởi, tức là đây là hiện tượng vật chất hình hài, và đây là cái nguyên nhân nào tập khởi nó, tập khởi lại như vậy sẽ hình thành như vậy, và con đường nào đưa đến, xin lỗi, là đây là cái trạng thái niết bàn mà sau khi sách đã đoạn diệt, cũng như là con đường nào đã đạt đến sự đoạn diệt đó. Tương tự như vậy đối với các hành, các thọ tướng hành cũng như vậy, nó như thế nào, sự tập khởi đó như thế nào, và sự đoạn diệt của nó như thế nào, và con đường nào để đoạn diệt nó. Thế Tôn nói này các tỳ kheo, có những tư chư thiên, có những chư thiên nào tuổi thọ dài, có mỹ sắc, tức là có sắc đẹp, hướng lạc nhiều, đã sống lâu trong các lâu đài to lớn. Các chư thiên này sau khi nghe Như Lai thuyết pháp, phần lớn họ trở thành kinh hãi, run sợ và khiếp đảm. Họ nghĩ chúng ta là vô thường. Này chư tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ chúng ta là thường còn. Chúng ta là không thường hành. Này chư tôn giả, nhưng chúng ta lại nghĩ chúng ta là thường hành. Chúng ta không thường trú. Này chư tôn giả, nhưng chúng ta lại nghĩ chúng ta là thường trú. Này chư tôn giả, chúng ta thật sự là vô thường, là không thường hành, là không thường trú, là bị thâu nhiếp ở trong một cái thân này. Như vậy, này các tỳ kheo, là đại thần thông lực của Như Lai đối với chư thiên và thế giới chư thiên. Như vậy là đại thế lực, như vậy là đại uy lực. Thưa các vị, hai đoạn kinh này chúng ta so sánh. Tại sao Thế Tôn nói đây là sách, đây là sự tập khởi của sách, và đây là sách đoạn diệt, cũng như là con đường đưa đến sự đoạn diệt của sách. Tại sao Đức Thế Tôn nói như vậy, chúng ta không có kinh hãi, không khiếp đảm? Cho nên chúng tôi thường nói rằng một hạt cát trên bàn tay của chúng ta, nó không có gây hại, tổn hại cho bàn tay. Nhưng nếu như ở trong con mắt thì nó sẽ gây xấu sang, khó chịu. Cũng như vậy, những lời tuyên bố này đối với những căn tánh thượng thừa, căn tánh nhanh nhẹn, linh lợi, những căn tánh phước báo, lúc bây giờ tâm của họ mới kinh động. Đó là căn tánh của chư thiên các cõi trời, sống thật lâu trong các cung điện to lớn, chưa từng nghe tới là chết là gì, vô thường là gì. Giờ đây Đức Như Lai tuyên thuyết như vậy, lời của Như Lai là chân thật bất hư. Do vậy mà các vị chư thiên này họ nghe họ kinh hãi khiếp đảm, bởi vì sau khi thân hoại mạng chung của thiên tử các cõi trời, họ sẽ bị vui vào trong sanh tử, làm sao mà không kinh hãi khiếp đảm được. Cho nên kính thưa quý vị, đây là những điều mà chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta thấy rằng Thế Tôn tuyên bố lời của Ngài như sư tử, chỉ khi nào đối với những căn tánh nhanh nhẹn linh lợi như chư thiên. Và do vậy mà Thế Tôn lại nói thêm rằng, nói một bài kệ cho chúng ta dễ nhớ rằng, khi Phật với thượng trí chuyển bánh xe chánh pháp cho thiên giới nhân giới, bậc đạo sư vô tỷ, sự đoạn diệt tự thân, sự hiện hữu tự thân và đường thánh tám ngành đưa đến khổ diệt tận. Chư thiên được trường thọ, có mỹ sắc danh xưng, sanh khiếp đảm sợ hãi như thú thấy sư tử. Đây là hai hình ảnh mà chúng ta chiêm nghiệm rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Cho nên lời của Phật được ví von là gì? Là sư tử hống, là vậy đó. Sư tử hống như thế nào? Chứ còn nó tâm chúng ta nó chây lì trong sanh tử, nó thích đi vào ở trong cái buông lung và hưởng thụ lạc thú, thì lời Thế Tôn tuyên bố đối với chúng ta nhiều khi bỏ ngoài tai. Vì chưa thoát tự thân, chúng ta là vô thường, nghe lời bậc ứng cúng đã giải thoát như vậy. Đó chính là pháp âm của Đức Thế Tôn được chư Tổ Đức biên tập trở thành tựa đề sư tử. Đó chính là nội dung trong đề tài này. Xin mời các vị quay trở lại với nội dung của Đạo Phật Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đi đầu kính tri ân Thầy đã hướng dẫn cho chúng con và khán giả đang theo dõi chương trình Vấn Đáp Phật Pháp trực tiếp qua chủ đề là sư tử. Giờ đây chúng con xin phép Thầy cho chúng con thưa chuyện với đại chúng. A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị,
Thầy đã hướng dẫn xong cho chúng ta qua chủ đề sư tử. Chủ đề này khi quý vị nghe thì quý vị đón nhận cái bài học nó trên cái phương diện nào? Nhật Thường rất là hiếu kỳ, cho nên Nhật Thường rất là muốn được quý vị chia sẻ chúng ta trong cái buổi chương trình Vấn Đáp Phật Pháp ngày hôm nay. Cho nên quý vị nghe và quý vị có câu hỏi gì, quý vị có sự mà đóng góp ý kiến gì, Nhật Thường mời quý vị chúng ta cùng nhau sinh hoạt trong buổi Vấn Đáp Phật Pháp ngày hôm nay nha. Kính bạch thầy, thì khi Đức Phật mượn cái câu hỏi qua thuyết nói về con sư tử như vậy thì nó có mang một cái ẩn dụ gì không, hay là chư Phật chỉ nói là đây là một cái hình tướng, là một cái chúa tể trong loài thú, thì Đức Phật nghĩ là như vậy? Kính thưa đại chúng, chúng ta biết Đức Thế Tôn của chúng ta thường dùng vô lượng phương tiện để khai thị pháp yếu. Ở đây nói rằng là lời tuyên bố hùng hồn, lời tuyên bố như thật, lời tuyên bố như là một âm vang khiến cho tất cả đều sinh khiếp đảm sợ hãi. Và cái oai lực đó chỉ có đem tiếng hóng của sư tử miêu tả thì lúc bây giờ mới có thể là giúp cho người trí hình dung ra được phần nào. Nhưng ở đây chúng ta cũng lưu ý một điểm, đó là Phật nói này các tỳ kheo, là đại thần thông lực của Như Lai đối với chư thiên và thế giới chư thiên. Ở đây nhấn mạnh là đối chư thiên và thế giới của chư thiên, chứ không có nói đến là loài người của chúng ta. Tại sao? Bởi vì loài người chúng ta nó thô trược đó, giống như là cái hạt cát trên bàn tay đó. Thì bàn tay không có gây tổn hại, nhưng hạt cát trong sa mạc, chỉ nói hạt cát trong con mắt thì nó làm sống sang rất khó chịu, phải không ạ? Thì ở đây cũng vậy, trí tuệ của chư thiên, tuệ giác của chư thiên, định lực của chư thiên, phước báo của chư thiên. Thành ra khi họ nghe tuyên bố như vậy, họ biết rằng họ sẽ rời xa, họ sẽ tương lai họ sẽ rời xa tất cả những cái thần lực, những cái phước báo mỹ diệu mà họ có được đó. Cho nên họ sinh tâm kinh sợ. Cũng giống như chúng ta tỷ phú và chúng ta biết rằng ngày mai chúng ta tay trắng, hoặc là chúng ta hôm nay mình thu đắc được nhiều tài sản, ngày mai mình sẽ không có đồng nào. Và có người tuyên bố như vậy và chắc chắn sẽ như vậy, ngày mai anh Nhật Tường sẽ không còn một đồng, sẽ làm không lết chẳng hạn như vậy. Mình nghe là mình kinh hãi, sau đó ngày mai có làm triệu phú cũng vui chẳng hạn như vậy. Thì sao thì mình bây giờ mà sự tuyên bố như vậy mình kinh hãi, còn chúng ta thì là chúng ta không đối điều này. Cho nên nó thành ra lời của Phật được ví như là sư tử hóng là thế. A Di Đà Phật. Kính cảm ơn thầy. Con có một câu hỏi trên đường dây, thầy cho phép con đón nhận một lần nữa nha. Dạ vâng. A Di Đà Phật, dạ kính mời quý vị đặt câu hỏi ạ. Hello. Dạ mời quý vị đặt câu hỏi. Dạ anh Nhật Trường. Dạ con chào chú. Câu hỏi của cháu là tu như thế nào mới tỏ ra được đạo màu của Đức Phật Như Lai? Tu như thế nào mới tỏ ra được đạo màu của Đức Phật Như Lai hả chú? Dạ. Dạ. Con cảm ơn chú, con mời chú nghe câu hướng dẫn của thầy nhé. A Di Đà Phật, chúng con thỉnh thầy. Kính thưa đạo hữu, lần trước đạo hữu có đặt một câu hỏi là tu như thế nào được thành Phật. Thì hôm nay tu như thế nào để được đạo màu của Như Lai, thì cũng vậy thôi, thầy vẫn trả lời một câu, đó là chúng ta hãy nỗ lực hành Bồ Tát đạo. Đức Thế Tôn bỏ ra ba a tăng kỳ kiếp để hành Bồ Tát đạo, và ngài nói rằng trên mặt đất này không có chỗ nào nhỏ như hạt cái mà ta chưa từng bỏ thân mạng về lợi ích cho chúng sinh. Cho nên chúng ta muốn thành tựu đạo cả mầu nhiệm như Đức Như Lai thì chúng ta phải nỗ lực hành Bồ Tát đạo. Và trước khi hành Bồ Tát đạo thì chúng ta phải hiểu Bồ Tát đạo là gì và cách hành như thế nào. Thì tất cả những điều đó thầy mong rằng đạo hữu cố gắng học tập cho kỹ càng. Tất cả mọi thứ đều phải nên chuẩn bị cho mình một kiến thức. Lúc bây giờ chúng ta mới có thể bước lên cái lộ trình đó mà không vấp phải sự sai lầm. A Di Đà Phật. Con kính cảm ơn thầy. Dĩ nhiên bên cạnh đó là cái sự mà tinh tấn tu tập là không thể nào thiếu được, phải không thầy? Ngoài vấn đề học, không thầy? Dạ, kính thưa đại chúng, chúng ta hiểu rằng một khi chúng ta có chữ niệm thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có trạch pháp. Và sau khi niệm trạch pháp rồi thì tự nhiên sức tinh tấn nó sẽ sinh ra. Nó là như vậy đó. Ví dụ như không có đạt đến chữ niệm, không có đạt đến trạch pháp thì chắc chắn không phải là sức tinh tấn.
Còn cái siêng năng bình thường của chúng ta chưa phải là tinh tấn ở trong pháp đâu. Hai cái này khác nhau đó. Cho nên trong thất giác chi, tinh niệm trạch pháp tinh tấn, tới hí khinh an, cái này nó sinh rồi tới cái kia. Nếu như không có niệm, tức là cũng không thể nào có trạch pháp. Mà nếu như không thành tựu trạch pháp thì cũng không bao giờ phát khởi được sự tinh tấn. Thành ra là chúng ta sẽ hiểu rất khác nếu như chúng ta học hội. Cho nên chúng tôi vẫn khuyên là phải học hội trước khi chúng ta làm bất cứ cái gì. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật, dạ kính bạch thầy. À, hồi nãy khi thầy nói là cái này, cái những lời Đức Phật nói là hướng đến chư thiên chứ không phải là hướng đến loài người chúng ta. Như vậy thì hàng Phật tử chúng con vẫn đón nhận được cái bài học khi mà nói đến cái sự này chứ. Chẳng hạn như là khi mà Đức Phật dạy về nói mà chư thiên hàng mỹ nhân mà nghe nói là chúng ta là vô thường, này chư tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ chúng ta thường còn, thì đó cũng là một cái sự thông điệp nhắc nhở chúng con là tất cả đều bị sự châu vô thường chi phối hả thầy? Thì, thưa dân Nhật Tường, thưa đại chúng, đó là một cái điều đương nhiên rồi. Nhưng mà chúng ta thấy bài kinh này không có nhấn mạnh chỗ đó. Bài kinh nhấn mạnh ở chỗ là cái tác dụng của pháp yếu Như Lai khai thị. Cái tác dụng đó tại sao đối với chúng ta thì chúng ta nghe nó giống như chai lì vậy đó. Còn đối với chư thiên thì họ kinh hãi khiếp đảm. Đức Thế Tôn miêu tả cái sự kinh hãi khiếp đảm của họ bằng hình ảnh của con sư tử đi tìm mồi vào buổi chiều. Như vậy thì ở đây chúng ta chiêm nghiệm mà chúng ta đi sâu vô ở trong cái mục đích chính của bài pháp thoại này. Chúng ta cố gắng là khai thác ở trong cái điểm đó. Còn những cái đạo lý vô thường rồi cái này kia, tất cả những đạo lý đó là những bài kinh trước đó là chúng ta học đã khá nhiều. Nhưng mà chúng ta đừng có quên sót ở cái điểm là gì hả? Đó là đại thế lực của Đức Như Lai. Và chúng ta chú trọng ở điểm nữa là tại sao chư thiên lại sinh tâm khiếp đảm còn chúng ta thì không? Tại vì chúng ta vẫn nghe đây mà chúng ta không khiếp đảm gì cả. Có phải chúng ta bản lãnh hơn chư thiên hay không? Cho nên những điều này chúng ta cần phân tích để chúng ta rút ra cho mình một cái gì đó mà chúng tôi khuyên là phải học mới thấy được. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng con kính cảm ơn thầy. Thầy hồi nãy thầy nói cái đó lắm, con thấy là tâm lý lắm. Nhiều khi con mình Phật tử mình nghe pháp mà nghe những cái pháp có bằng lý cao siêu tuyệt vời cỡ nào cũng chừng từ, nhiều khi cũng không có cái gì mà làm cho mình thức tỉnh, mà hàng chư thiên khi nghe thì khiếp đảm. Thì cái chỗ đó như gì chứ, vậy có phải nó là tại vì mình thiếu phước nghiệp dày không thầy, khi mình nghe mình không có thiết tha? cái này thầy nghĩ là thiếu trí chứ không phải là thiếu phước. Tại khi trí nó hiểu được cái sự nguy hại cho nên nó thấu hiểu được, nó sinh tâm kinh sợ. Còn tâm chúng ta nó thiếu trí, không biết rằng nó hại chúng ta như thế nào, cho nên trong tâm chúng ta nó không có kinh hãi. A Di Đà Phật. Chúng con kính cảm ơn thầy. Ở cái đoạn mà chẳng hạn như là khi Đức Phật nói về là đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là con đường đến sắc đoạn diệt, đây cũng là những cái điều mà Đức Phật thuyết, một con không có nói chú trọng, nhưng những cái điều mà Đức Phật đưa ra trong cái thế gian này, khi ngài xuất hiện tại thế gian này, thì cái đó có phải là giống như là trong cái bài tứ đế của mình khi mà Đức Phật giảng cho hàng người chúng ta không thầy? Dạ vâng, đúng rồi. Cái cách giảng này là trình bày của tứ thánh đế. Cho nên đầu tiên khẳng định đây là sắc. Thứ hai là tìm cái nguyên nhân nào sinh ra nó, đâu gọi là sắc tập khởi. Thứ ba là nói tới là gì? Khổ diệt thánh đế đấy, tức là sau khi cái sắc đó đã đoạn diệt. Và cuối cùng đạo thánh đế tức là con đường nào đưa đến sự đoạn diệt đó. Nên cấu trúc Thế Tôn trình bày vẫn y như là trình bày tứ thánh đế vậy đó. Nhưng mà đó chúng ta thấy thứ lớp từng phần, nó vừa xét nguyên nhân hình thành sau khi đoạn diệt và con đường nào đưa thành công trong việc đoạn diệt đó. Đó là một cái cấu trúc mà chúng ta nằm lòng ở trong tay, chiêm nghiệm kỹ càng từng lời dạy thì chúng ta mới thấu hiểu được. A Di Đà Phật. Chúng con kính cảm ơn thầy. Dạ đạo Phật, dạ kính thưa quý vị, thì thầy mới hướng dẫn qua những cái phần chánh của cái chủ đề sư tử. Quý vị có câu hỏi nào thì Nhật Tường mời quý vị gọi và đặt câu hỏi. Chú cũng thông cảm cho cái câu hỏi của chú, nhiều khi mình không có được đặt câu hỏi trực tiếp với chú. Cho nên hy vọng là lần sau chú cứ làm quen với cái cách sinh hoạt của chương trình, mình gọi và mình đặt câu hỏi trực tiếp nha. Dạ, kính bạch thầy, trước khi mà mình có thể lướt qua hoặc là thầy cho con cái thông điệp của chủ đề này, thầy có đoạn số 2 của bài kệ này á, sự đoạn diệt tự thân và sự hiện hữu tự thân
và đường thánh tám ngành đưa đến khổ diệt tận. Có phải nói là qua giáo lý bát chánh đạo mà mình hiểu được để mình không có còn bị trầm luân nữa không thầy? Hay sao thầy? Kính thưa đại chúng, sự đoạn diệt tự thân, sự hiện hữu tự thân. Ở đây chúng ta hiểu rằng thân ngũ uẩn, thân của chúng ta là thân ngũ uẩn, là sự đoạn diệt thân ngũ uẩn này. Và chúng ta nhận thức sự hiện hữu của thân ngũ uẩn này, bản chất của nó là gì? Và chúng ta làm sao để chấm dứt những cái hạt nhân dẫn tới khổ đau? Chúng ta quen gọi là khổ diệt thánh đế. Tức là mỗi nguyên nhân dẫn tới thống khổ đều bị đoạn diệt. Chân lý để thành tựu điều đó, chúng ta gọi là khổ diệt thánh đế. Và con đường nào để đạt đến khổ diệt thánh đế? Đó là thánh đạo tám ngành. Thánh đạo tám ngành là con đường đưa đến diệt tận khổ hay là khổ diệt thánh đế. Đó chính là cái yếu lý ở trong mọi phương thức tu tập mà đoạn thứ hai này có nhắc đến. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng con kính cảm ơn thầy. Câu hỏi này kế tiếp của con nó cũng hơi là con sợ đụng chạm, nhưng mà nhiều người người ta có thể là hiểu lầm cái chỗ này, mà con thỉnh thầy cho con hướng dẫn cho con ở chỗ là chư thiên được trường thọ, có mỹ sắc danh xưng, sanh khiếp đảm sợ hãi như thú thấy sư tử. Chư thiên được trường thọ theo tinh thần của đạo Phật thì chư thiên cũng bị vô thường chi phối phải không thầy? Vâng, đúng rồi, chư thiên bị vô thường chi phối, nhưng mà nó có những cõi là trường thọ thiên. Trường thọ thiên tức là người ta sống quá lâu, người ta hành cái nhân bất sát, cho nên người ta được cái phước báo chiêu cảm sinh vào một cái cảnh giới của cõi trời mà tuổi thọ sống thật là lâu, lâu tới mức mà họ không có nghĩ rằng họ chết. Cho nên chúng ta gọi là trường thọ thiên đó. Và ở trong cái đó mà ai khai thị cái pháp yếu rằng là chết sống chỗ này chỗ kia là họ không muốn nghe đâu, không muốn nghe. Nhưng mà ở trong đó không có nghĩa rằng là tất cả đều như thế. Khi lời của Thế Tôn khẳng định rằng họ sẽ phải chết, họ sẽ vẫn bị vô thường, thì lúc bây giờ họ kinh hãi. Chẳng hạn như hồi sớm thầy có nói đó, thầy nói chẳng hạn như là Đức Phật hiện thân và nói ngày mai nhật tường phá sản đi làm hôm lết. Thấy không? Tự nhiên mình đang cuộc sống vậy, đang yên ổn vậy, tự nhiên cái mình giật mình. Dạ. Giật mình nghĩ ngày mai mình hôm lết, làm sao mình sống đây? Dạ. Tối mình ngủ chỗ nào, lấy gì ăn đây? Cuộc sống mình làm sao? Tự nhiên cái mình sinh tâm kinh hãi, lo lắng. Thì ở đây cũng vậy. Chư thiên khi nghe Thế Tôn khẳng định như vậy thì lúc giờ tâm của họ nó sinh kinh hãi. Đây là cái điều mà chúng ta chiêm nghiệm từng câu trong này chúng ta thấy chư thiên được trường thọ này, có mỹ sắc danh xưng, họ sống trong cái đời sống đẹp đẽ và tôn vinh như vậy. Nhưng mà khi nghe lời Thế Tôn khai thị như thế cho nên là họ sanh khiếp đảm và sợ hãi. Và cái hình ảnh là như là sư, như loài thú mà nhìn thấy sư tử, nó biết rằng nó sẽ bị mất mạng á, cho nên nó sinh tâm kinh hãi khiếp đảm như thế nào. Chúng ta chiêm nghiệm một đoạn kệ đó để chúng ta thấy Thế Tôn tóm tắt lại cho chúng ta cái pháp yếu tuyệt diệu ở điểm này. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý vị, thì đó là cái phần chủ đề của những gì mà thầy hướng dẫn chúng ta qua cái chủ đề là sư tử. Thì cũng vậy, qua bài pháp nào thì Nhật Tường cũng hỏi thầy là như vậy, thì cái bài pháp này dạy chúng ta gì trong, dạy chúng ta bài học gì trong đời sống hàng ngày? A Di Đà Phật, chúng con thỉnh thầy. Dạ, kính thưa đại chúng, bài pháp của chúng ta ở đây, hãy sử dụng trí tuệ để quán chiếu sâu xa từng lời dạy của Phật. Như là chư thiên có tuệ giác, mặc dầu ở trong cảnh oai lực, sung sướng, trường thọ, nhưng nghe lời Thế Tôn khai thị, họ ý thức sâu sắc rằng cuối cùng họ vẫn bị diệt vong, cho nên sinh tâm khiếp đảm sợ hãi mà phát tâm tinh tấn tu tập. Chúng ta cũng thế, biết rằng sống nay chết mai, nó đến rất nhanh ở trong cuộc đời chúng ta. Mai kia một hơi thở ra không có hơi hít vào, tấm thân này trở thành vô dụng, và mỗi việc chúng ta thủ đắc đều trở nên vô nghĩa. Vậy thì tại sao trong khi chúng ta còn có thể chi phối được ít nhiều lại không sử dụng thân của chúng ta,
không sử dụng phước báo, phương tiện của chúng ta để bước lên con đường bất tử. Và chúng ta có như vậy mới mong có cơ hội là chấm dứt khổ đau thật sự. Đây chính là một cái lời khai thị mà nếu chúng ta ý thức sâu sắc thì chúng ta cũng sinh tâm kinh hãi như là loài thú gặp phải sư tử. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, như vậy chúng con có cái thiếu sót gì về cái phần câu hỏi hay không? Kính thầy dạy dỗ cho chúng con trước khi mình bước sang chủ đề kế tiếp, kính bạch thầy. Dạ, như vậy được rồi anh. Dạ, mô dạ, Phật. Chúng con kính thầy bước sang chủ đề kế tiếp là đáng được ăn như thầy. Dạ. Nghe cái này là thấy là anh Di Hà thích rồi nha. Kính thưa đại chúng, giờ mà các vị chúng ta thảo luận vấn đáp tiếp đề tài thứ hai trong pháp thoại hôm nay, đó là đáng được ăn, được ghi lại ở trong Tạp Tạng 2 Đại Tạng Kinh. Nhân duyên Đức Thế Tôn của chúng ta đang ở tại Savatthi, Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: những sa môn bà la môn nào có nhớ đến các đời trước, các đời sống ở kiếp trước, tất cả họ đều nhớ đến năm thú ứng hay nhớ đến một trong những thú ứng này. Tức là tất cả chư thiên, cho nên tất cả sa môn bà la môn, những ai có thể chứng được túc mạng thông, tức là biết được đời trước của chúng ta là ai, thì chúng ta đều có thể nhớ đến là năm thú ứng, nhớ đến hoặc là nhớ đến một thú ứng là sắc thọ tưởng chẳng hạn. Như vậy kinh nói rằng thế nào là năm? Này các tỳ kheo, có người nhớ rằng trong quá khứ thân ta như thế, nhớ như vậy vị ấy nhớ đến sắc. Trong quá khứ thân ta như vậy là nam là nữ, hay là đẹp là xấu, là da đen da trắng, là xuất thân ở quốc độ nào. Hay có người nhớ rằng trong quá khứ ta có cái thọ như thế, cái cảm giác, tức là cuộc sống ta có hạnh phúc bằng cảm thọ như vậy. Nhớ như vậy vị ấy tức là đang nhớ đến thọ. Hoặc giả có người nhớ rằng trong quá khứ ta có tướng, có hành, có thức như vậy, tức là vị ấy đang nhớ tới tướng, thọ, tướng, hành, thức. Và tiếp theo, chúng ta thấy kinh nói rằng: này các tỳ kheo, thứ nào ở đây gọi là sắc? Tức là những cái thứ bị thay đổi gọi là sắc. Bị thay đổi bởi cái gì? Cái gì làm cho sắc thay đổi? Hay cái gì làm cho thế giới vật chất này thay đổi? Đó là bị lạnh, bị nóng, bị thay đổi bởi đối, bị thay đổi bởi khác, bị thay đổi bởi gì? Bởi xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng và rén kén. Bị thay đổi các tỳ kheo nên gọi là sắc. Như vậy thì tất cả cái sắc thân của chúng ta nó bị thay đổi theo thời gian, nó bị tác động bởi sức nóng, sức lạnh, thời tiết, ăn uống, thậm chí côn trùng kén đốt hay là rén độc kén mà vong thân. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu rằng á, là sắc bị thay đổi bởi nhiều cái nguyên nhân như vậy. Còn như thế nào gọi là thọ? Đó là thọ gì? Thọ lạc, thọ khổ, thọ phi khổ, phi lạc. Vậy thì còn thế nào gọi là tướng? Đó là nhận rõ nhận cái gì? Nhận rõ, biết rõ màu xanh vàng đỏ trắng, đây gọi là tướng. Rồi gì nữa? Thế nào gọi là hành? Tức là làm cho hiện hành pháp hữu vi nên gọi là hành. Hành uống đó, hành tức là làm cho các pháp hữu vi nó hiện ra, làm cho các hữu vi hiện nay đó là gì? Đó là làm cho hiện hành sắc đối với tánh sắc, làm cho hiện hành thọ đối với tánh thọ, làm cho hiện hành tướng với là tướng tánh, làm cho hiện hành các hành với hành tánh, và làm cho hiện hành với thức là thức tánh, làm cho hiện hành hữu vi, đây gọi là các hành. Cho nên hành nó như vậy. Còn thức thì sao? Thức tức là biết rõ, có khả năng phân biệt. Biết rõ chưa? Biết rõ chua, biết rõ đắng, biết rõ cay, biết rõ ngọt, biết rõ chất kìm, vân vân. Biết rõ không phải chất kìm, biết rõ mặn, biết rõ không mặn. Đây gọi là thức, tức là thức phân biệt được tất cả mọi thứ. Ở đây Thế Tôn nói rằng: này các tỳ kheo, vị Đa Văn Thánh đệ tử, tức là một vị đệ tử Đa Văn của Đức Thế Tôn, suy nghĩ như sau: ta bị sắc chinh phục. Tức là chúng ta nhớ lại trong quá khứ, biết chuyện tiền thân, chúng ta nhớ rằng là ta bị sắc chinh phục.
Do nghĩ như vậy cho nên vị ấy không luyến tiếc sách quá khứ, không có hoan hỷ sách của vị lai, và sự thực hành yếm ly, ly tham, đoạn diệt đối với sách hiện tại. Và vị ấy nói rằng ta nay bị thọ chinh phục, tức là ta rất là vững vàng nhưng mà ta bị cảm giác buồn, nó làm chinh phục cái tâm bình an của ta. Chán nản, mệt mỏi, khổ đau, tất cả đều là những cảm thọ bức não, nó chinh phục, nó khuất phục ta, và ta bị nó khuất phục rồi. Do vậy cho nên hôm nay cái thọ này ta không có gì hoan hỷ, ta gì ta nếu như không khéo ta sẽ bị nó chinh phục nữa. Do vậy cho nên đối với cái thọ của vị lai, ta sẽ gì, ta sẽ không có muốn bị nó chinh phục. Nghĩ như vậy cho nên ta không tiếc cái thọ của quá khứ, không hoan hỷ thọ của vị lai, và ở hiện tại thì sinh tâm yếm ly, đoạn diệt đối với thọ. Tương tự như vậy đối với tướng, đối với hành, đối với thức, chúng ta cũng chiêm nghiệm như vậy. Kính thưa quý vị, đây chính là gì? Đây chính là nửa bài kinh mà chúng ta cần phải tìm hiểu để chúng ta chiêm nghiệm xem lời dạy của Thế Tôn được ứng dụng như thế nào. A Di Đà Phật, mời các vị quay trở lại với nội dung Vấn Đáp Phật Pháp. A Di Đà Phật, chúng con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật, và kính thưa quý vị, thầy đã hướng dẫn xong phần nửa của bài kinh của chủ đề là đáng được ăn. Và giờ đây thì quý vị nghe, thì quý vị có câu hỏi nào, Nhật Tường mời quý vị cùng như chúng ta cùng nhau sinh hoạt trong buổi Vấn Đáp Phật Pháp ngày hôm nay. Cũng vậy thì Nhật Tường cũng cố gắng đặt một vài câu hỏi để mà coi như để mà mình có thể hiểu, để áp dụng trong đời sống tâm linh của mình. Nếu câu hỏi của Nhật Tường nó không có gần quá, hoặc là nó không có chính xác, xin quý vị hoan hỷ và tha thứ cho Nhật Tường nha. Ở dưới là Phật, và kính bạch thầy, khi có phải là đây là khi mà Đức Phật nói ra những cái như là sắc thọ tưởng hành thức, thì cái ở đây Đức Phật những gì nói là ta đã từng bị sắc chinh phục, bởi vì như vậy bây giờ ta không thể nào để sắc chinh phục trong quá khứ cũng như hiện tại cũng như vị lai, và khi nghĩ như vậy thì mình sanh tâm yểm ly. Có phải là một cái cách mà Đức Phật dạy cho mình là đừng cứ tham đắm về sắc thọ tưởng hành thức, không thầy? Vâng, đúng rồi, tại vì tham đắm sắc thọ tưởng hành thức đó là cái nguyên nhân gây ra thống khổ. Và mỗi người chúng ta cứ tự ở trong mọi phương diện, ví dụ như trong trường hợp nào đó chúng ta chứng đắc ngũ thông, những vị tiên nhân chẳng hạn như vậy, họ có khả năng chứng đắc ngũ thông, cho nên họ có thể nhớ lại tiền thân kiếp trước, ta là nam là nữ, hình sắc như vậy, ta có cuộc sống an lạc, giàu có, hoặc là khổ đau nghèo hèn, hoặc là ta có cái cảm thọ như thế nào ở trong năm uẩn ở quá khứ, nhớ lại được một uẩn thôi. Và chỉ cần một uẩn như vậy, chúng ta thấy rằng tại sao những điều đó nó không tồn tại tới ngày nay, mà ngày hôm nay mọi thứ đã khác, bởi vì đây là kiếp sau. Do vậy rõ ràng tâm của chúng ta bị năm uẩn đó nó khuất phục, chinh phục. Không lý nào chúng ta lại tiếp tục bị nó khuất phục, chinh phục nữa. Do vậy cho nên chúng ta muốn viễn ly nó, muốn yếm ly nó. Cái tâm lý khởi lên như vậy thì nó thuận đạo để giúp chúng ta dẫn tới cái sự tinh tấn trong tu tập. Một ý nghĩ, nếu chúng ta sinh tâm tham đắm, nó dẫn dắt chúng ta. Bằng ngược lại, chúng ta khởi tâm viễn ly thì chúng ta có thể là tự tại thông dông. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật và kính bạch thầy, nói về vấn đề học thì chúng ta phải học thì chúng ta mới hiểu. Cũng có rất là nhiều chỗ sinh hoạt thì chỉ phải chuyên tâm về tụng kinh niệm Phật thôi, tức là đa phần đông nghĩ là nương tựa vào cái tha lực đó, kính bạch thầy, nhờ tha lực thì mọi chuyện sẽ được chuyển hóa. Thì thầy cho con hỏi, những chẳng hạn mình muốn sinh cái tâm yểm ly này, mình có cần cầu nguyện cái sự tha lực để cho mình có được cái dũng mãnh hoặc là trí tuệ để có được cái sinh tâm yểm ly này không thầy? Kính thưa đại chúng, đây là một câu hỏi hay, và chúng ta có thể hiểu rằng không có sự gia trì màu nhiệm của chư Phật và chư Đại Bồ Tát thì không có bất kỳ một hữu tình nào có khả năng giác ngộ. Đó là một cái điều đương nhiên thôi. Tuy nhiên, sự gia trì chỉ là cái duyên, còn giác ngộ chính là hạt nhân. Chúng ta có tạo được cái nhân giác ngộ cho mình hay không, đó là cái điều tiên quyết
dẫn tới giác ngộ. Chúng ta hãy chú trọng tự tạo cho mình hạt nhân giác ngộ này. Còn việc mà chúng ta tụng kinh, thưa các vị, có kết quả rất màu nhiệm. Lịch sử Phật giáo các vị cao tăng có vị tụng kinh mà giác ngộ, có vị trì chú giác ngộ, có vị hành thiền giác ngộ. Sự giác ngộ không giới hạn trong bất cứ phương thức nào. Tuy nhiên, đối với chúng ta thì sao? Không phải thấy người ta giác ngộ mình có thể giác ngộ được. Không phải thấy Đức Lục Tổ Huệ Năng chỉ cần nghe một câu kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa mà có thể là ưng vô sở trụ. Còn chúng ta thì khác. Chúng ta nghe hàng trăm lần, ngàn lần nó cũng vẫn cứ bám chấp là sao? Do vậy cho nên mỗi người chúng ta hãy tìm cho mình một cái phương thức, và chúng tôi vẫn khuyên rằng bất cứ việc gì phải có kiến thức. Cho dù chúng ta có nấu cơm, chúng ta cũng phải có kiến thức nấu cơm. Không biết nấu nướng thì ngay cả một cái nồi nước nấu nó cũng khét luôn. Chứ đừng nói chi là nấu cơm, phải không? Thành ra kiến thức là điều quan trọng vô cùng. Chúng ta tu tập trong bất cứ phương diện nào thì sự chỉ dẫn của kiến thức nó chính là nền tảng để chúng ta đạt đến chỗ biến mãn, biến trì. Nếu không đạt đến chỗ này thì chúng ta vẫn nuôi dưỡng những thống khổ tiềm phục. Do vậy mà nhân đã không thể khứ trừ thì quả tất nhiên phải sinh ra. Làm sao thành tựu khổ diệt thánh đế? A-di-đà-phật. Con kính cảm ơn Thầy. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật, dạ mời chú đọc câu hỏi ạ. Dạ, nhật cường. Dạ. Câu hỏi là chữ Phật, ý nghĩa của tôn giáo Đạo Phật là gì? Chữ Phật, ý nghĩa là gì? Chú có thể lặp lại câu hỏi một lần nữa được không ạ? Dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ, con mời chú nghe câu hỏi nha. Dạ, con thỉnh Thầy. A-di-đà-phật. Kính thưa đại chúng, tượng Phật có ý nghĩa là gì? Chúng ta, mỗi người chúng ta có một cái khái niệm về tượng Phật có ý nghĩa là gì. Nhưng mà theo cái quy ước chung thì chúng ta thờ thánh tượng là để chúng ta tự rèn nhất bản thân của mình. Ví dụ như chúng ta thờ Bồ Tát Quán Thế Âm thì chúng ta tôn thờ cái hạnh lắng nghe của Ngài. Thờ Đức Di Lặc thì chúng ta tôn kính cái hạnh từ bi hỷ xả pháp môn Ngài tu tập. Thời Đức Thích Ca là chúng ta tôn kính cái hạnh là tinh tấn và nhẫn nhục. Chúng ta thờ một vị Phật hay Bồ Tát nào đều có những cái biểu tượng đặc trưng. Mà do vậy chúng ta hãy nỗ lực là hiểu được ý nghĩa của thánh tượng để chúng ta tập theo và chúng ta thành tựu cái thánh hạnh trong đó. Đó chính là điều quan trọng nhất. A Di Đà Phật. Chúng con kính cảm ơn Thầy. Với Đức Phật, kính bạch Thầy, con cũng phải nói là khen chú, tại vì chú chịu khó xem chương trình và hình như là đầu tiên là chú đã đón chờ chương trình để mà gọi vào đặt câu hỏi về Thầy. Cho nên rất cảm ơn chú gọi vào đặt câu hỏi nha chú. A Di Đà Phật. Hồi sớm kính bạch Thầy, Thầy nói chúng ta muốn giác ngộ thì chúng ta phải tạo hạt giống giác ngộ. Thầy có thể khai thác gì chuyển hóa thêm vấn đề đó không? Cũng như là nói thêm thì thế nào là tạo hạt giống giác ngộ? Kính thưa quý vị, trong hạt giống giác ngộ chúng tôi nghĩ rằng không phóng dật, bất phóng dật, đó chính là hạt giống giác ngộ. Đầu tiên chúng ta phát tâm Bồ Đề và chúng ta là sống với một cái lối sống bất phóng dật, tức là chúng ta đang gieo cái nhân dẫn tới giác ngộ. Đó chính là hạt giống. Hạt giống này nếu như được tưới tẩm, nuôi dưỡng đầy đủ thì nó sẽ hình thành quả giác ngộ. Hay như Đạo Phật. Con kính cảm ơn Thầy. Hãy giới đạo Phật và kính bạch Thầy. Chúng con thỉnh Thầy mình đi sang cái phần nửa của cái chủ đề cái tiết kính bạch Thầy. Chủ đề cái đáng được ăn để kính bạch Thầy. Mời các vị chúng ta đi tiếp theo. Nội dung Thế Tôn nói như thế này: này các tỳ kheo, các ông nghĩ như thế nào? Sắc là thường hay là vô thường? Vạn vật hình sắc nó thường còn hay là bị thay đổi? Các tỳ kheo trả lời là vô thường. Và Thế Tôn hỏi như là hỏi đứa nhỏ vậy đó, hỏi như hỏi trẻ nít cho chúng ta thấy rất là dễ thương. Thế Tôn nói cái gì vô thường? Cái đó là khổ hay là lạc? Và chúng ta ai cũng công nhận nó là khổ, phải không? Và Phật lại hỏi rằng cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại?
Cái đó có hợp lý chăng khi quán cái ấy là gì? Là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Nó vô thường sao là của tôi được? Là tự ngã nó cũng mất đi làm sao mà của tôi được? Cho nên á, có hợp lý hay không? Có hợp lý hay không? Đồng ý chúng ta hiểu như vậy, nhưng mà chúng ta hiểu rằng, xin lỗi là chúng ta có chấp nhận nó hay không? Đó là điều trước tiên. Khi trong tâm chúng ta đã chấp nhận như vậy rồi thì lúc bây giờ chúng ta mới có cái cơ hội là tu tập giải thoát. Còn ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta biết nó là vô thường, là biến hoại, thì tất nhiên chúng ta không nên xem cái đó là tôi, là của tôi. Đối với các cảm thọ, rồi các tướng, các hành, các thức, nó cũng như vậy, nó cũng vô thường, cho nên nó vẫn là khổ. Và do vậy mà ai khởi tâm chấp lấy cái vô thường khổ biến hoại là tôi, là của tôi, thì đó hoàn toàn là không hợp lý chút nào. Thế Tôn lại nói này các tỳ kheo, đối với sắc quá khứ hiện tại vị lai, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thánh, xa hay gần, tất cả cần phải quán sát với trí tuệ như thật. Cái này không phải là tôi, không phải là của tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Đối với thọ tưởng hành thức cũng phải quán chiếu như vậy, phải xác định một điều như vậy, phải chấp nhận nó như vậy. Và như vậy thì việc xảy ra trong tâm của chúng ta, Thế Tôn nói rằng đây gọi là vị thánh đệ tử giảm thiểu, không tăng trưởng, từ bỏ, không chấp thủ, xa lánh, không thân cận, phân tán, không huân tập. Câu nói này còn mơ hồ, cho nên kinh nói rằng không tăng trưởng cái gì? Đó là giảm thiểu không tăng trưởng sắc, giảm thiểu không tăng trưởng thọ, giảm thiểu không làm cho tăng trưởng về tướng và hành thức. À, và nói tới chữ từ bỏ là từ bỏ cái gì? Từ bỏ cái tâm chấp thủ. Rồi không thân cận cái gì? Đó là không thân cận với sắc thọ tưởng hành thức. Không huân tập cái gì? Không huân tập thêm sắc thọ tưởng hành thức. Và ở trong tâm lúc bây giờ vị thánh đệ tử nhàm chán sắc thọ tưởng hành thức, do cái tâm nhàm chán cho nên cái tâm ly tham yếm ly sẽ xuất hiện. Và do vậy mà tu tập đến mức là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm không đã làm xong, không còn tới lui lại trạng thái đó nữa. Tương tự như vậy, kính thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy rằng Thế Tôn nói là đối với những đây, ở đây gọi là vị tỳ kheo không tăng trưởng, không giảm thiểu. Sau khi giảm thiểu, vị ấy trú không từ bỏ, không chấp thủ. Sau khi từ bỏ, vị ấy trú không xa lánh, không thân cận. Sau khi xa lánh, vị ấy trú không thân phân tán, không huân tập. Giải thích tuần tự cho chúng ta thấy rằng sau khi phân tán, vị ấy không tăng trưởng là cái gì? Làm cái gì? Tăng trưởng cái gì? Và phân tán cái gì? À, tương tự như vậy thì chúng ta hiểu rằng đó là sau khi từ bỏ vị ấy, không trú, không xa lánh, không thân cận cái gì đây hả? Không thân cận sắc thọ tưởng hành thức. Rồi vị ấy xa lánh, không có đỡ tâm là dính mắc ở trong sắc thọ tưởng hành thức, không làm những việc đỡ cho sắc thọ tưởng hành thức nó trở thành là huân tập, mà ngược lại hãy làm cho nó phân tán ra, không để cho nó kết chính lại từ sắc sang thọ sang tướng sang hành sang thức, nó tạo thành một khối. Và một khối đó chúng ta xem một khối ưu bi khổ não, nó đề lấp ở trên tâm của chúng ta, phân tán nó ra, sắc nó thuộc sắc, thọ thuộc thọ, tướng thuộc tướng, phân tán nó ra. Sắc đã giả tạo thì thọ cũng là giả tạo, mà sắc là khác, thọ là khác, tướng là khác, chúng ta chia ra cho nó, phân tán nó ra, thì lúc đó chúng ta sẽ bẻ gãy từng chiếc và không để cho nó gây ảnh hưởng trong nội tâm của chúng ta. Như vậy, chúng ta với tâm giải thoát và vị tỳ kheo ấy được chư thiên, thiên chủ, phạm thiên chúng, phạm thiên đánh lễ dầu ở xa, các vị thiên thần kia cũng đánh lễ. Họ nói rằng, ôi, ta đánh lễ ông bậc người như lương mã. Ôi, ta đánh lễ ông là bậc tối thánh nhân, ta không có chấp trước đối tượng ông thiền tư.
Đó chính là gì? Là cái cảnh giới mà Thế Tôn phân tích để chúng ta nên khởi tâm viễn ly khỏi tất cả sắc thọ tưởng hành thức. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Giờ chúng con kính thưa thầy. A Di Đà Phật. Giờ kính thưa quý vị nghe có hiểu không? Như từng ngồi kế bên thầy thì như từng cũng cố gắng hiểu và cố gắng hiểu cách mà thực tế trong cuộc sống của mình nè. Cho nên giờ này dừng từng đặt câu hỏi nè. A Di Đà Phật. Giờ kính bạch thầy. Ở đây đây là đệ tử, đây gọi là vị thánh đệ tử giảm thiểu, không tăng trưởng, từ bỏ, không chấp thủ, xa lánh, không thân cận, phân tán, không huân tập. Thì giảm thiểu cái gì? Giảm thiểu không tăng trưởng sắc, giảm thiểu không tăng trưởng thọ. Cái giảm thiểu còn này bằng cách nào để mình giảm thiểu thầy? Mình niệm Phật nhiều chăng? Hay là mình ngồi thiền chăng? Hay là sao để mình giảm thiểu, kính bạch thầy? Và cái hay là cái này có phải là cho những người có trình độ căn tu mà vững chắc mới làm được hay sao thầy? Hay là cái người bình thường? Thầy cho con xin lỗi, tại vì đây con là cái người dẫn chương trình, con đặt những câu hỏi mà cái nào có không hiểu thì con hỏi vậy đó. Thì giảm thiểu ở đây sao? Ở đây chúng ta thấy ở trong bài kinh Đức Phật đã chỉ cho chúng ta cách hết rồi. Chúng ta đừng có cố bám chấp vào trong cái tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền nữa. Bởi vì phương thức Đức Phật chỉ chúng ta vô lượng vô biên, đâu có nhất thiết gì là tụng kinh, niệm Phật và ngồi thiền. Ở đây chúng ta thấy rằng á, chẳng hạn như Đức Thế Tôn chỉ chúng ta cái bài kinh này ban đầu nó như thế nào, chúng ta cứ dựa theo cái nội dung này cho chúng ta học hỏi, biết đâu cái phương pháp này cũng là một phương pháp hay cho chúng ta thì sao. Chẳng hạn như là đáng được ăn, tức là ăn như thế nào, nuôi dưỡng mình như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta thấy Đức Thế Tôn nêu ra cái gì? Ví dụ như mình tu có chứng được một cái gì đó ở trong quá khứ, chẳng hạn như là cái thân trong quá khứ, thọ tưởng hành thức trong quá khứ, lúc bây giờ chúng ta phân tích nó như thế nào, chúng ta bị nó chinh phục, cho nên chúng ta không muốn nó chinh phục nữa, không chấp nhận nữa nó chinh phục mình nữa. Và một khi như vậy thì chúng ta có cái ý là viễn ly nó, và tâm viễn ly xuất hiện thì bắt đầu là chúng ta ly tham, đạt đến giải thoát. Và tương tự như vậy đối với những cảnh giới tiếp theo mà chúng ta thấy rằng một lớp nữa chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy rằng là chúng ta không có thể là viễn ly nổi. Là vì sao? Bởi vì chúng ta nghĩ rằng ở trong đó có hạnh phúc. Nhưng bây giờ đây Thế Tôn khai thị chúng ta những cái lời rất là gần gũi, đó là sắc đó là vô thường hay là nó thường, tức là dạng vật hình hài này nó thay đổi hay là nó còn nó tồn tại bất biến. Ai mà chẳng biết rằng tất cả đều thay đổi, đều mất đi. Và nó thay đổi, nó mất đi như vậy ấy, thì câu hỏi tiếp theo, nó là khổ hay là lạc? Và chúng ta thừa nhận nó là khổ. Và khi đã thừa nhận nó là khổ rồi thì làm sao chúng ta lại đi chấp lấy cái khổ đó là của ta được? Tại vì chúng ta đâu có muốn khổ. Và cái tâm lý đó đã xuất hiện rồi, từ đó chúng ta phân tích sang bốn cơ sở khác, thọ tưởng hành thức. Rồi khi chúng ta phân tích ra như vậy rồi thì lúc bây giờ trong tâm chúng ta sẽ thấy rằng ồ, cái này không phải là tôi, không phải là của tôi không có khổ như vậy. Tâm lý nó xuất hiện như vậy, tự ngã nó sẽ mất đi. Và ít nhất nó chưa mất hẳn, nhưng mà nó cũng làm giảm thiểu xuống. Giảm thiểu cái gì? Giảm thiểu cái sự chấp trước đó. Đây là cho nên là thánh đệ tử giảm thiểu này, không có tăng trưởng sự chấp trước, không có tăng từ bỏ cái thế giới ngũ uẩn, từ bỏ, không chấp thủ, xa lánh, không thân cận, làm cho nó phân tán ra, không cho nó huân tập thành nhóm trở lại. Đây chính là từng lớp mà chúng ta tu tập quán chiếu từng phần như vậy thì chúng ta dần dần sẽ thành tựu. Cho nên mình không có đốn ngộ được thì bắt đầu mình phải tiệm tu. Tiệm tu là từng phần như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở đây là cái cấu trúc tâm lý nó sẽ sinh ra như vậy. Khi chúng ta thọ trì như vậy thì cấu trúc đó tự nhiên nó sẽ sinh ra. Và Thế Tôn nói rằng là khi chúng ta thành tựu như vậy rồi thì tất cả chư thiên, phạm thiên, thiên chúng ở các mười phương đều đánh lễ và cúng dường. Cho nên họ đánh lễ như thế nào? Họ nói ôi, ta đánh lễ ông bậc người như lương mã, tuyệt vời. Ôi, ta đánh lễ ông là bậc tối thánh nhân, ở trong con người ông là đệ nhất. Ta không có chấp trước đối tượng ông thiền tư. Ta không chấp trước rằng cái pháp môn ông là gì, nhưng mà ta biết rằng ông trở thành con người tối thánh. Đó chính là điều mà chúng ta nên chiêm nghiệm sâu xa ở trong đoạn kinh này. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng con kính cảm ơn thầy. Kính bạch thầy, khi mà Đức Phật dạy là
cái này không phải của tôi, cái này không phải của tôi. Mình nghĩ như vậy thì mình sẽ cảm thấy là cái tâm mình nó nhẹ nhàng mà cũng như là không có bị đau khổ. Cái đó cũng là một cái phương pháp mà cho những ai chẳng hạn như là mình biết mình bị bệnh và cái bệnh của mình nó mình có sớm muộn gì mình phải là đi viện ông bà thôi, mà mình sợ cái ngày đó. Thay như vậy thì mình nghĩ thôi, có mượn thì có trả, cái này không phải của tôi. Có phải nghĩ gì không thầy? Đúng rồi, nghĩ như vậy đó. Ban đầu là nghĩ như vậy, thường nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ an ổn. Đó là những cái điều mà chúng ta có thể học hỏi được trong bài pháp này. A Di Đà Phật. Thầy có còn mấy phút thì thầy có thông báo gì chương trình Phật sự không? Không có thì thầy cho con hỏi một câu nữa trước khi thầy thông báo nha. Kính thưa đại chúng, chúng ta chỉ còn có ít phút nữa, cho phép chúng tôi được thay mặt Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc xin cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử xa gần, các học viên cũng như gia đình, vào ngày 3 tháng 2, tức là thứ bảy tuần này, thứ bảy tuần tới này, lúc 5 giờ chiều, mời các vị chúng ta quang lâm vào tại Bồ Đề Phật Quốc để chúng ta tham dự buổi tất niên tạ pháp ở tại Viện Phật Học. Và chúng tôi cũng xin thưa thật rằng buổi lễ tạ pháp này là hướng tới các vị giáo thọ sư, các vị đã dày công và dạy dỗ cho tứ chúng Phật tử ở tại Bồ Đề Phật Quốc. Còn chúng tôi cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni, nếu như các vị có thời gian, xin các vị cùng tham gia sinh hoạt vui với tình đạo vị ở tại Bồ Đề Phật Quốc, và sau đó chúng ta dự cái tiệc chay buffet. Đó chính là những gì mà chúng tôi muốn cung thỉnh đại chúng quang lâm vào thứ bảy tuần tới, ngày 3 tháng 2 năm 2024. Ngoài ra, kính thưa liệt quý vị, chúng tôi muốn cất lời kêu gọi thêm một lần nữa rằng đó là ngày đầu năm tại Viện Phật Học có một chương trình đặc biệt, đó là hành hương Phật tích và cúng dường Thiên Tăng. Chúng tôi nghĩ rằng trong năm mới chúng ta cúng dường Thiên Tăng, cầu phước báo cho gia đình, cho bản thân và hồi hướng tới cửu huyền thất tổ, không có gì thù thắng hơn. Với ý nghĩa cúng dường Thiên Tăng, hành hương Phật tích đợt này tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, nó thấm đượm tất cả sự gia trì màu nhiệm thiêng liêng của chư Phật và Bồ Tát. Cho nên chúng tôi mong rằng quý vị lưu tâm, nếu chúng ta có duyên thì xin hãy yểm trợ với chúng tôi và cùng chúng tôi hùng phước để tạo ra cái duyên lành ở trong mùa đầu năm sắp tới này. Đó chính là những gì mà chúng tôi thiết tha kêu gọi đại chúng xa gần hãy quan tâm tới để chúng ta cùng nhau tạo phước điền kết duyên trên lộ trình giải thoát. Người rất đáng tiếc rằng chúng ta không đủ thời gian để chia sẻ với đại chúng nhiều hơn nữa. Có lẽ hôm nay chương trình xin khép lại ngang đây. Giờ đây xin mời Nhật Thường quay trở lại với nội dung kết thúc A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đi đầu kính tri ân thầy đã từ bi thương tưởng đến hạt Phật tử chúng con, đã hướng dẫn cho chúng con qua sự tu tập cũng như là khán giả đang theo dõi chương trình Vấn Đắc Phật Pháp. Chúng con đi đầu kính tri ân thầy. A Di Đà Phật. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Vấn Đắc Phật Pháp trực tiếp qua một tiếng đồng hồ vừa qua. Kính chúc quý vị được vô lượng an lạc, Bồ đề tâm kiên cố, và kính hẹn gặp lại quý vị một chương trình kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cảm ơn thầy, xin kính cảm ơn quý vị.